Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sunit 125 lột xác với một cái dàn chân cực đẹp làm ai cũng phải bị chói ngợp. Cái chiếc Sunit hôm nay là một cái trường phái đem đến cho mình rất nhiều cái cơ hội để chiêm ngưỡng được cái bản đồ đỉnh cao từ mọi đời của cái dòng là Honda Sunit. Nhưng thật sự từ trước đến giờ mình chưa bắt gặp được một cái concept độc đáo bằng phiên bản Sunit độ hôm nay. Đây là phiên bản Sunit được phát triển từ nguyên bản của dòng là Sunit 125. Ngay phía bên phải cái dàn tay lái, đây hiện diện cái cụm thắng Rainbow Bliss 16x16. Phiên bản cụm thắng có piston nhỏ rất phù hợp với tận dụng cho cái dàn chân trước thích hợp một cái con heo dầu. Nhưng theo mình biết thì phiên bản này có tuổi đời là rất lâu. Và thì tất cả phiên bản cái cụm Rainbow Bliss hiện tại đều đã được trang bị chống gãy. Cái bên phía kia đông nguyên bản này được thay mới bằng cái cụm tay lái bằng nhôm CNC 47 hơn. Hẹn đem đến một cái tư thế lái chồm về phía trước thể thao hơn rất nhiều so với trước đây. Đi cùng với cây trợ lực sườn rất hiện đại, hiện diện ngay vị trí lườn giữa, chắc chắn hiện tượng ghi đông bị chao đảo tốc độ cao sẽ bị triệt tiêu đáng kể. Theo mình phỏng đoán thì cái cụm con trên con Sunit hôm nay có lẽ là cụm Domino, vì người chủ đã xóa đi phần logo. Ở bên thị trường Thái, Malaysia và Cap Nam, cái cụm Domino đã nhận được rất nhiều cái sự yêu mến từ anh em chơi xe, vì hiệu năng bóp con chuyển số nhẹ nhưng không kém phần mượt mà. Cái dàn chân trước tận dụng heo của Rainbow Bliss 4 bit hay cũ, kết hợp để thắng của Rainbow HLC kích thước lớn. Phục ống lồng phía trước nay được nâng cấp lên thành cái phục upside down, tháo từ những chiếc phần cơ lớn, mang cho mình cái phần vỏ và có tông màu đồng điệu đi cùng với phần trợ lực. Trong khi cấp sau, mâm, heo thắng sau vân đều là những cái phụ tùng nguyên bản tháo xe phần cơ lớn, nó được chỉnh sửa một cách rất là kỳ công để gắn được cho con Sunit hôm nay. Nhưng khi mình thấy cái sự chú ý đặc biệt của chiếc chú heo thắng, một chồng heo một bit xoay ngược độc đáo có cái sự chạm chỗ logo Honda. Cái lớp sau sử dụng là cái lớp đầu chùa chuyên dành cho cái môi trường sân đua. Cái cụm đèn hậu, ghe sau, biển số đã bị lò bỏ hoàn toàn theo hướng phong cách mà chiếc xe này thực hiện là xe đua thực hiện. Cái dàn số gãy chiếc xe là sản phẩm đến từ là Base, được làm từ nhôm CNC, nó mờ và cứng, đưa cái dàn chân người lái đưa lên cao hơn tí và làm cho nó thể thao đi cùng với các chân nguyên bản. Chúng ta có thể tải được cái dàn chân khổng lồ hôm nay ngoài việc tăng cường cái hệ thống cái đĩa sau lên thành là 41 răng đến từ cái dòng đĩa là ASAM, thì người chủ còn nâng cấp thêm cái cục máy của chiếc Super Adder 100R sang cơ nổi tiếng, vì sổ cho mình cái cách piston là 63,5mm đi kèm với cổ bộ tăng và lông vô là Endurance Carbon. Bộ áo quyến rũ của con xe được sơn theo cái tông màu chủ đạo của đua là LCA Carbon, một cái đội đua vệ tinh từ hãng Honda đang đấu tại cái môi trường MotoGP. Suzuki FE lên những món đồ chơi chất lượng. Không nhiều đồ chơi như những bản đồ Sachi mà mình đã từng nói, nhưng mình tin các bạn sẽ thú với con xe hôm nay. Từng chi tiết nhỏ trên xe đều nhấn nhá bằng một cái gam màu xanh xi măng, khiến tổng thể chiếc xe trở nên cực kỳ lôi cuốn và quyến rũ. Với mức giá khoảng 3 triệu thì rất khó kiếm được cái cụm thắng cụm con nào ổn như cái dòng là cụm Race Boy. Đây quả thật là cái sự lựa chọn tuyệt vời từ người chủ. Ngoài ra mình còn thấy được cái cụm tăng đồ chơi đi cụm cái cụm đời TX. Ngoài tăng thêm cái nhiệm vụ rút ngắn hành trình ra, vì nhược điểm là kích thước hơi lớn nên phải gắn cái cụm đời TX để có đủ cái chỗ gắn. Cặp mâm nguyên bản đã bị lò bỏ thay mới bằng cặp mâm của Race Boy 5 cây dành riêng cho Raider Sachi, gắn như zin không chế cháo lòng đĩa. Mức giá chạy động khoảng 2,5 triệu. Thì lên con xe này dàn chân bỗng nương cứng cáp hơn, thật đáng đồng tiền bát gạo. Đây là cái phục rét eo đặt phía sau, bình dầu rời dành cho Raider Sachi với khả năng tùy chỉnh phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau. Dàn chân còn được củng cố bởi cái rắp của XR 47 làm kiển để chống sàn lắc nước địa bàn. Chiếc cấp này có mức giá thị trường khoảng là dưới 2 triệu. Người chủ ấn định một cái dàn ống xả đến từ là WRX, một trong những hiệu mới thâm nhập thị trường Việt nhưng được đón nhận rất nồng nhiệt từ anh em chơi xe. Vừa đẹp âm thanh địch cũng rất hay, nhưng cây bô có mức giá dưới 2 triệu nên cũng rất dễ tiếp cận. Tuy ít đồ chơi thôi nhưng người chủ biết cách phối chúng biết nhau tạo ra bản đồ rất là đẹp. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy kia tiếp nhấn like, subscribe.